Hello, xin chào các anh nhé. Hôm nay Hoàng sẽ hướng dẫn mọi người nhận dạng cái khẩu súng mới này. Khẩu súng này nó có tên là Honey Badger này. Đấy, thì em Hoàng sẽ hướng dẫn mọi người nhận diện cái khẩu súng mới này trên hệ điều hành Android nhé. Thì cái video này nó hỗ trợ anh em sử dụng trên GT2 này, dâu sale này, quạt tải nhiệt này, joystick này hay là nút bấm của dâu sale nhé. Tất cả các dòng sản phẩm của dâu sale anh em đều có thể làm theo cái clip này nhá. Đây Hoàng hướng dẫn trên cái con GT2 nhé. Những cái dòng sản phẩm khác anh em cũng làm tương tự cho em nhé. Rồi, đầu tiên thì ở đây anh em có nhìn thấy nó sẽ không nhận diện được cái khẩu súng mới này. Đó anh em thấy không? Thì M4 cũng nhận bình thường này. Đó. M4 thì vẫn nhận bình thường, còn khẩu súng này nó sẽ không nhận diện này. Đó anh em thấy không? Thì đầu tiên anh em sẽ mở trên cái logo này và vào trên phần cài đặt nhận dạng này. Anh em sẽ giảm cái độ nhạy nhận dạng súng xuống cho em nhé, giảm xuống cho em làm sao cho cái khẩu súng này nó nhận dạng được nhá. Ở đây ví dụ nó nhận là AUG nhá, anh em có thể nhận là bất cứ một cái súng gì cũng được nhá. Đó, AUG ấy bất cứ một cái súng gì cũng được, SK-12 các thứ này. Tiếp theo anh em sẽ nhấn và giữ cái tên súng của nó này. Ở đây nó nhận là SK-12 hoặc là M4 hay là AUG, bất cứ cái súng gì cũng được nhá. Anh em sẽ dí cho gắn chuột vào đây và anh em nhấn giữ cho em nhé. Tiếp theo nó hiện ra cái bảng này, anh em bắn vào cái khóa súng cho em này. Đó, và anh em sẽ kéo xuống chọn cho em cái khẩu súng. Nó có tên là AC VAT này. Đó, anh em chọn cho em cái khẩu súng AC VAT này nhá. Kích vào đây cho em nha. Và chọn áp dụng cho em nhá. Rồi ok, ở đây thì anh em sẽ tăng cái lên nhá, tăng cái mức độ nhận dạng súng lên cho em này. Đó. Đây Hoàng sẽ để là tăng về cái mức độ mà nhận dạng cũ của game để lúc đầu ấy. Đó, ở đây Hoàng sẽ để mặc định này. Đó, ở đây nó nhận là AVAT này anh em thấy không? Ok chưa? Nhận M4 này. Đó, ok, đã nhận AVAT rồi nhá. Khi đó đã nhận dạng ok rồi, anh em sẽ mở ba lô lên để cho nó nhận dạng phụ kiện nhá. Rồi ok, tiếp theo anh em sẽ mở cốp lên và bán ra. Đó, ở đây tâm cốp 6 nó sẽ bị in lên này, thì anh em nhớ chỉnh lại cái mức độ ghim tâm cho em nhá. Đó, chỉnh lại cái mức độ này cho em nhá. Ok này, và cái chỉnh này này. Xem tâm đứng ra được nha. Đó, đây tâm nó hơi bị đi xuống nhá, thì anh em cứ chỉnh làm sao cho tâm nó đứng ra được anh em nhá. Đây. Ok này, rồi em hoặc sẽ test thử xem tâm nó đứng chưa anh em nhá. 72 này. Đó, khi anh em thấy đúng không? Thì khi chúng ta bắn đúng không? Thì mấy viên đầu thì nó sẽ rất là đứng, nhưng mà mấy viên sau thì nó sẽ bị đi xuống này. Đó, anh em thấy không? Thì anh em sẽ kích đút vào đây cho em nhé. Kích đút vào đây cho em này. Đó, và kích vào cái thông tin súng này. Ví dụ ở đây là 174 này, anh kích vào con này cho em nhé. Rồi, ok. Tiếp theo anh em sẽ xóa bỏ đi. Xóa bỏ nhé. Kích vào đây này. Xóa bỏ này. Đó, xóa bỏ mấy cái nhận dạng này đi nha. Đó, ok. Xóa bỏ nốt cái này đi. Ok nhé. Rồi, xong anh em xóa bỏ nốt này. Rồi anh em sẽ thêm vào này. Xóa bỏ đi và áp dụng nhé, áp dụng cho em nhé, áp dụng nha. Ok, và bây giờ anh em sẽ sấy thử nha. Đó, ok không, tâm nó sẽ rất là đứng nha và nó sẽ không bị đi xuống nhé. Nếu mà nó đi xuống thì anh em sẽ chỉnh lại nha. Đó, chỉnh lại nhé, ở đây 174 đi xuống này. Anh em chỉnh theo từng scope và phụ kiện các thứ nha. Làm sao cho tất cả các loại phụ kiện mấy cả scope các thứ nó đứng y một chỗ được nhé. Đó, ở đây mà sẽ làm mẫu cái này trước nhá. Đó, ok, tầm nó sẽ ra đứng rồi nha. Và anh em cứ chỉnh thôi. Ok chưa? Rồi, tầm nó rất là đứng rồi nha. Anh em có thể lắp thêm scope và phụ kiện các thứ vào đây và bắt đầu chỉnh những cái thông số ghim tâm này. Nó cũng khá là lâu đó. Anh em sẽ mất khoảng 30 phút để anh em chỉnh nha. Đó, ở đây hoàn chỉnh cốc 6 và giảm giật nó rất là đứng rồi nhá. Đó, ok không? Và bây giờ nó sẽ nhận rất là ngon nha. Đó, anh em thấy không? Con này bán em thấy nó bán còn ngon hơn cả M4 cơ. Nếu mà anh em làm chủ được khẩu này ấy, thì em thấy bắn nó ngon hơn cả M4, anh em nhìn thấy nhá. Tâm nó sẽ rất là đứng nha. Tâm nó sẽ rất là đứng. Con này nó giật dọc nhiều thôi, giật ngang rất là ít, mà giật dọc thì phụ kiện nó ghim cho chúng ta thôi. Chúng ta chỉ việc kéo ngang thôi, mà con này cái giật ngang rất là ít nên là tâm nó sẽ rất là đứng. Đó anh em thấy không? Tâm nó sẽ rất là đứng. Anh em chỉ việc di đúng trúng địch thôi. Bắn là nó sẽ nót đầu nhá, và con này bắn nó sẽ rất là khỏe nha. Khỏe hơn cả M4 nhá, anh em có nhìn thấy nhá. Đây là đam của nó này, 42 đúng không? Đó, ok chưa? M4 đam của nó này. Đó, có 40 nhé, và cái con này súng tốc độ đạn nó còn ra nhanh hơn cả M4 nhé, tốc độ đạn nó ra nhanh hơn cả M4, thế nên là anh em bắn con này sẽ rất là lợi thế nha. Nhiều anh em có bảo là cái con này tốc độ đường đạn bay nó sẽ hơi bị chậm ấy, đó, hơi bị chậm hơn M4 một chút. Đó, nhưng mà em Hoàng thấy thì đó, tốc độ đạn nó có hơi chậm hơn một xíu thôi, nhưng mà bù lại thì đam nó khỏe hơn, tốc độ đạn nó nhanh ra nhanh hơn và tâm nó sẽ đứng hơn. Đó, nên là anh em mà làm chủ được cái con này, anh em bắn nó sẽ rất là ok nhé. Đó, anh em phải tập luyện con này nha, và làm chủ được nó bắn thì cực kỳ ngon luôn anh em nhé. Rồi, cảm ơn mọi người nha, xin chào mọi người, bye bye nhé.